Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video mới nhất bên em đăng bán cho tất cả các bác. Hôm nay em lên em thanh lý cho bác một con đẩy mỏng và một con đẩy dày. Đấy, một con đẩy công suất rất bình dân, rất bình dị, chơi một cặp 30 ok. Và một con đẩy có thể chơi được cả súp kép. Đấy, giá cả thì nó sẽ chênh lệch nhau rất khá là nhiều. Ok chưa? Đầu tiên là một con đẩy rẻ trước đi. Đây là một con đẩy thương hiệu PRS này. Mã của nó là 24A này, PRS 24A. Công suất của nó là 500W một kênh ở 8 ohm. Đây. Nói có sách, may có trứng này cho các bác này. Các bác nhìn chưa? 500W một kênh ở 8 ohm. 800W một kênh ở 4 ohm. Đấy. Đấy nhá. Rất chi là nhỏ gọn. Mạch là mạch B3. Các bác biết là mạch B3 cho ra cái chất âm nó cực kỳ ngọt ngào và uy lực. Chất âm nó khá rất hay. Rất hay trong cái công nghệ mạch class H. Nó gọi là hay nhất trong tất cả các loại mạch. Nguồn đây. Quả nguồn con này nó cũng không gọi là lớn lắm. Đấy. Còn nguồn này nó có 15 phân thôi, 15cm thôi, 8 quả tụ hài. Cái mã này là mã 500W một kênh nhá. Nó được thiết kế là ruột, là toàn bộ cái ruột này là của B3 này. Cái khung vỏ ngoài là được một thương hiệu như PRS nó sản xuất và nó mua công nghệ của B3. Đấy, nên nó là gọi là đẩy của B3. Thoải mái. Cái con này nó sẽ tương đương với cả một mã của B3 là mã 208. Các bác biết là mã 208 trên thị trường người ta đang bán cho các bác nó đâu nó loanh quanh nó khoảng 2,7 triệu, 2,8 triệu. Giá đó chưa bao ship cho tất cả các bác nhé. Còn hôm nay em bán cho các bác với giá là 2,6 triệu, em bao ship toàn quốc. Được chưa? 2,6 triệu bao ship. Tiếp theo nữa là một dòng đẩy được gọi là ôi trời ơi, cực kỳ khủng. Asim. Mã của nó là Y8012L. Các bác nhìn quả nguồn này. 20 phân. Các bác thấy sợ. Quả nguồn quá khủng khiếp. Các bác nhìn hàng tụ nó đẹp không ạ? 20 quả, 5, 10, 15, 20. Phía dưới nữa. Phía dưới nữa. Vỉ dưới nữa. Nó khoảng gần 40 quả tụ. 50V và 6800 mi. Mà con quả nào nó cũng đẹp như quả nào. Ui xời ơi, nó đẹp nhức lách luôn. Này, 2, 4, 5, 40 sò. Đánh công nghệ mạch class AB. Đánh cả hai vế này đưa ra loa. Cả trên ở dưới đều đưa ra loa cho các bác nhá. 2, 4, 5 đấy. 2, 4, 5 nhá. Đều đưa ra loa, đưa lên công suất nó 1500W một kênh. Con này ấy, nó thiên về đánh súp hơn chứ các bác. Mạch này nó thiết kế cho các bác mạch đánh súp. Nên đánh súp của nó gọi là bao phê. Ok chưa? Đây, về mặt đằng sau đi. Mặt đằng sau của nó có răng lưu trích này. Đấy, nó gạt chế độ này, nó không có cắt súp đâu. Đây là gạt đánh bride. Đấy chưa? Quạt này, quạt dân mát. Rồi, các cái chế của mặt đằng sau con B3. Ruột B3 có cả cổng linh cho các bác nhá. Rồi ok. Bây giờ em bật lên này. Rồi, quạt này ấy, bao giờ nó nóng lên nó sẽ quay nhá. Quạt bao giờ nóng lên sẽ quay. Quên rồi, bật nhạc này thì em dễ bị đánh sập kênh lắm. Các bác thông cảm nhé. Rồi. Rồi, một kênh nha. 2 kênh nha.
ạ. Và con này em bán cho các bác với giá là 6 triệu bao ship nhá. 6 triệu em bao ship toàn quốc. Con này nếu mà các bác nào mà không thích trả ship là 5 triệu 7 nhá. Em bao ship là 6 triệu. Đấy, còn các bác nào thích tự trả ship là em bán cho các bác với giá 5 triệu 7. Con này em nói trước nó là khoảng 40 cân. Đấy, 40 cân. Mặt mũi khá đẹp. Khá đẹp, long lanh. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.